Chào anh em, hôm nay 20 tháng 2 năm 2020, mới vừa thêm được hai cặp cuộc sau MD50, hàng vẽ xe kho nội địa nhập về, tình trạng là nguyên zin, cực đẹp ha. Chân tem mà còn chữ luôn nha, tem zin còn chữ luôn. Giá cho cặp cuộc sau MD50 này là 2.6 triệu một cặp, hồ còn chân xanh luôn, không rỉa chóc. Anh em nào có nhu cầu alo em. Mới về ngày hôm nay nha, vỏ một là nguyên zin, không nứt bể, không đánh bóng, chưa vệ sinh luôn nè, anh em thấy không, chưa vệ sinh luôn. Anh em mua về tự vệ sinh theo thích nha, chân cẳng thì xanh lè xanh lét luôn, đúng một MD zin, hàng đã xe kho nội địa nhập về. Có hai cặp này mình có đánh dấu số 1 số 2 ha, 2.6 triệu cặp. Đó, phục là tem còn chữ nghĩa rõ ràng luôn. Mới về hôm nay được hai cặp, về mới về được hai cặp này thôi, 2.6 triệu cặp. Anh em nào có nhu cầu alo em. Cuộc sau MD50, hàng rã xe kho nội địa nhập về. Rồi, anh em nào có nhu cầu alo em, 0933 996 332 ha, shop Quốc Thắng.